Xin chào các bạn, mình là Ốc Chân. Hôm nay mình sẽ quay video sổ máy Kia 850. Mình định không quay đâu nhưng mà thấy nó có dấu hiệu sửa chữa và có một số sai sót thì mình lại quay lại để tránh các bạn gặp phải nhé. Các bạn nhìn dấu hiệu sửa chữa này thì kỹ thuật hàn này là không cao nhé. Trong sửa chữa các bạn có sự cẩn thận tỉ mỉ nhé. Đầu tiên là hai quả điện trở này thay sai giá trị nhé. Quần đốt này có thể bỏ đi cũng được nhưng hàn M7 vào có thì càng tốt, mình chưa rõ thông số nó như nào. Tiếp theo là cái lỗi nữa là cái phần tản nhiệt này, tản nhiệt lắp không tốt nữa, bị vênh nhá, tản nhiệt không đảm bảo này. Nếu nhìn nghiêng thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mảnh nó hơi bị cong vẹo nhé. Đấy, có ba lỗi nhìn bằng mắt đã thấy rồi. Lỗi thứ nhất là hàn sai giá trị này, lỗi thứ hai là tản nhiệt không tốt này, lỗi thứ ba là làm cong mạch nhé. Nên yêu cầu cho cái sự tỉ mỉ cẩn thận trong sửa chữa đồ điện rất cao nhé. Mình sẽ hoàn thiện nó lại đó. Cái XS3580 thì nó sẽ gồm có hai tấm, một tấm điều khiển và hiển thị và một tấm công suất. Thì tấm điều khiển và hiển thị mình kiểm tra tốt rồi. Đây là một tấm tốt của mình đây. Tấm tốt của mình nó là R025 mà. Và các bạn là thay R010 vào nó chạy nó báo sai dòng nó cháy ngay đó. Nó nếu các bạn chạy ở công suất lớn thì nó cháy ngay. Còn chạy công suất nhỏ thì nó cũng không cháy. Nhưng mà nó báo sai cái dòng tải thực tế. Để mình hoàn thiện lại tấm này nhé. Mình vừa hoàn thiện sơ bộ lại nhé. Con R025 này. Còn diode TVS có mã là MP mình hàn vào này. Cái dây màu xám này là cái dây câu cảm biến dòng nhé. Từ đầu cảm biến dòng này đưa về con R30 đây. Con này lúc trước bác cũng câu rồi. Nhưng bác câu bằng cái dây cứng quá. Mình thay bằng cái dây mềm hơn một tí thôi. Mới chỉ thay có hai linh kiện đấy nhé, một hai và câu dây. Mình đã đo sơ bộ thì thấy nó tốt. Cái này sơ đồ mình hiểu sơ sơ rồi nhưng mà cái sơ đồ cụm quanh quanh là M358 này, mình chưa vẽ sơ đồ chi tiết nên mình cũng thôi mình lười mình không giải thích nhé. Đây là con MOSFET chống ngược cực nhé, các bạn đo từ D sang S này nó không thông, nhưng S sang D thông là được. Tiếp theo là con MOSFET công suất này thì cũng bạn đo từ D sang S không thông đấy, nó lên kim một tí thôi, thế cơ bản là sống, S sang D phải thông. Thực ra đo trong mạch thì nó không được chuẩn nhưng mà theo kinh nghiệm mình đo như thế là được rồi. Đo vào đầu vào đầu ra này, từ dương sang âm thì không được kêu nhá, từ âm sang dương phải tít, dương sang âm này. Như vậy là tốt nhé. Bây giờ mình sẽ cấp điện và mình đo các điện áp của phần nguồn cấp trước. Mình vừa cấp vào đó là 15V này. Mình đo ở trên cụm hạ áp tuyến tính này, nó tạo ra 11V3 này. 11V3 này là nó sẽ cấp cho cụm driver này, hai con driver và con FP5139, mình đo trên con driver này 11V2 này. Cụm nguồn thứ hai đó là cụm XL1005A, XL1005A 12V à 5V. Mình không nhớ tên nữa, nhưng nhớ cụm này tạo ra 5V thôi. Thì đo trên cuộn cảm đây sẽ có 5V này. 5,1 này. Hoặc là các bạn đo trên quay đốt TVS chỗ này. Ở mặt này cũng 5V nhé. 5V này nó sẽ là cấp cho con LM338 ở đây. Và nó sẽ cấp lên cụm điều khiển này. Cụm điều khiển có điện áp làm việc. Như vậy nó đủ điện áp rồi. Mình sẽ kết nối lên cái tấm kia để kiểm tra. Con điện lại này. Đấy, lên nguồn ngay. Thế mặc định để 3V 6 đây, 2,45 này. Đây 3V 6 chắc dùng để sạc pin pin sắt phốt phát này, điện áp 3V 7, 3V 6 đây. Mình thấy không báo lỗi nhá, mình sẽ thử tải em sao. Đây mình kết nối với cái bộ tải điện tử của mình ấy, xuất ra 3V 6 này. Đây nó ra cũng gần 3 vôn 6 đây. Coi như 3 vôn 6 đúng đi. Mình sẽ thử tải ở 1A nhé.
Đấy, ở đây báo 1A luôn, báo chuẩn đấy. Vẫn làm việc bình thường này. Mình sẽ tăng dòng lên 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Đây, hai thằng khá là tương đồng nhá. 1,7 này, 1,8 này. Đó, bắt đầu chuẩn bị có dấu hiệu CC đấy. 1,9 này. Đó, lên 1,9 là thằng này dấu hiệu CC nó ngắt, như vậy là tính năng nó tốt nhá. Mình không hiểu là lúc mình nhận thì nó có hỏng hay không, thì mình thấy nó lát quá mình cũng không thay. À, mình cũng không cấp điện. Lúc mình nhận mình thấy cái đường mạch ở trong này nó lát nên mình không cấp điện, mình mới chỉ thay mấy cái linh kiện kia. Mấy linh kiện cơ bản thôi, mà mấy linh kiện đấy thì nó cũng không chết, mình nghĩ là chắc lúc đầu nó vẫn dùng được ấy. Chắc bác đưa cho mình hồi phục lại thôi, chứ còn mấy phần công suất nó tốt hết nhá. Rồi mình chỉ hoàn thiện lại thôi. Thì con điện trở lúc đấy thì cũng không bị đứt đâu, con đốt này bỏ đi nó vẫn chạy mà. Rồi hoàn thiện lại rồi gửi lại cho bác thôi. Video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.